Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đến với cửa hàng đồ chơi di động.com. Và đây là sản phẩm ốp lưng viền nhôm lưng tráng gương dành cho iPhone 6 Plus của chúng ta. Thì hiện tại ở cửa hàng của mình có 3 màu sắc để cho các bạn lựa chọn, đó là màu bạc, màu vàng và màu râu gold, màu vàng hồng. Thì với cái ốp lưng này nó có thiết kế rất là đặc biệt, với hai phần cấu tạo, với hai phần riêng biệt khác nhau, đó là cái phần mặt lưng tráng gương phía sau và cái phần viền nhôm thế này. Thì chúng ta tháo lắp nó rất là dễ dàng. Chúng ta muốn lắp đặt cái điện thoại của ta vào cái ốp lưng này thì chúng ta phải mở cái phần mặt lưng ở phía sau ra và đặt cái mặt kính điện thoại nằm úp xuống cái viền nhôm này và gài cái phần lưng này lại. Và ở đây nó có cái cạnh viền thế này nè, thì chúng ta chỉ cần để đúng cái khớp nó và đẩy nhẹ nó vào thôi, như thế này. Thì cái phần mặt lưng này nó chỉ làm bằng nhựa thôi, với cái phần lưng phía sau nó tráng một lớp gương thế này trông rất là sáng và đẹp. Thì với cái mặt lưng này chúng ta có thể dùng nó như một chiếc gương ở nhà, khi đi ra ngoài đường thì chúng ta có thể soi gương chỉnh sửa lại kiểu tóc chẳng hạn. Thế với một số thiết kế như nó chừa ra các phần như là lỗ camera, đèn LED rất vừa vặn với chiếc iPhone của chúng ta. Và đây là cái phần mũ trong để có thể nhìn thấy logo Apple, hình quả táo ở đây. Và đây là cái phần viền trắng phù hợp với cái phần thiết kế của chiếc iPhone, những chiếc iPhone. Cái phần viền nhôm này thì nó làm bằng nhôm phay cao cấp, với một số chi tiết như là cái phần nút lồi thế này, cái nút phím vật lý lồi thế này, đây phần phím âm lượng thế này. Khi mà chúng ta sử dụng cái viền này lên chiếc máy thì nó sẽ không làm ảnh hưởng gì hay khó khăn gì trong quá trình thao tác sử dụng của chúng ta. Và một số chi tiết khác như là lỗ chui sạc và cổng tai nghe và cái loa ngoài của chúng ta đây, rất vừa vặn với chiếc máy. Bên trong của cái viền nhôm nên nó còn trang bị thêm một cái lớp nhung thế này, khi mà chúng ta lót cái điện thoại lên thì nó sẽ không làm chảy xước hoặc là biến dạng cái viền của chiếc điện thoại chúng ta, đặc biệt là cái viền kim loại của 6 lớp. Mà khi vô tình có cát hoặc bụi nó bay vào thì nó cũng sẽ bảo vệ tốt cái viền máy của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các video tiếp theo.